Em nhận phục hồi bằng Lanier cho anh em nha. Ở đây em giới thiệu với anh em cái của em ở đây là em phục hồi cho anh em là phục hồi trên nhông zin, không sử dụng tháp băng, tháp nòng, đóng nòng nha anh em. Ở đây em chọt thẳng trên nhông zin cho anh em luôn nha. Em chui to lại cho anh em luôn, chứ không có tình trạng mà đóng nòng hay tháp nòng nha anh em, để tránh tình trạng này kia nha anh em. Ở đây em chọt trên nhông zin luôn. Mời anh em xem nha, nhông zin luôn nha anh em, không đóng nòng nha, không tháp nòng nha anh em, phục hồi trên nhông zin luôn. Mời anh em xem nha. Anh em ở xa anh em cứ chuyển qua đường bưu điện giúp em. Đây là nhông cầu trước của máy cài của anh em, mày bắt gửi vô của anh em, mày bắt gửi vô cho em nha. Em phục hồi trên nhông zin luôn nha anh em, nhắc lại lần nữa là phục hồi trên nhông zin luôn nha anh em, không đóng nòng hay tháp nòng nha anh em. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ Hoàng Mai nha. Hoàng Mai 0907 790079. Em giới thiệu với anh em một lần nữa nha. Ở đây là em phục hồi trên nhông zin. Mời anh em nha. Đây trên nhông zin nha anh em. Nhông zin không đóng nòng hay tháp nòng gì cả nha anh em. Để đảm bảo cho anh em sử dụng, phục hồi trên nhông zin luôn, không đóng nòng, không tháp nòng. Đây nhông zin luôn nha anh em. Không đóng nòng, không tháp nòng nha anh em. Em chọc cho nhông zin cho anh em luôn, nhông cầu trước của máy cài. Đây là của anh em ở ngoài Bắc gửi vô. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ Hoàng Mai nha. Hoàng Mai 0907 790079. Rất nhiều nhông của anh em nghe, chung phải một cái đâu nha anh em. Rất nhiều, rất nhiều, 4-5 cái nhông này lận của khách ở ngoài Bắc gửi vô. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ. Em nhắc lại lần nữa là em phục hồi trên nhông zin cho anh em luôn nha, không đóng nòng hay tháp nòng nha anh em. Hoàng Mai 0907 790079.